Xin chào mọi người và đặc biệt là các anh các chị tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Đây là video clip em làm về tử vi vận hạn của những tháng còn lại trong năm Kỷ Hợi 2019 đối với các anh các chị. Một năm mà có thiên can của chữ Quý khắc chữ Kỷ khắc chữ Quý của các anh các chị báo hiệu là sẽ có nhiều điều khó khăn ở trong công việc. Lại là năm đầu của người ba cái tuổi chịu thiên tai đó là Tỵ, Dậu, Sửu. Tuy là năm nay là của những người tuổi Tỵ chịu nặng, năm tới của người tuổi Dậu, năm 2021 với là tuổi Sửu vào năm tuổi của mình 49 tuổi. Tuy nhiên là với cái chữ Kỷ khắc chữ Quý cộng với vận niên trư phùng hỏa thì rõ ràng là từ đầu năm đến giờ các anh các chị dù là chưa phải tam tai năm nặng vẫn cảm thấy rất là nhiều điều khó khăn, chống trái ở trong công việc, thậm chí là cả ở trong những cái chuyện thị phi ở trong gia đạo. Đặc biệt là các chị thì nữ với cái sao Vân Hớn, một cái ngôi sao hành hỏa đốt cả cái bổn mạng của mình, thì còn có chút khó khăn về cả sức khỏe luôn. Đặc biệt là cái sự tam tai thị phi tai tiếng. Tam tai thì gồm có tai ương, tai ách và tai tiếng, thì rõ ràng là dù rằng chưa phải năm nặng, 2021 mới là năm cực kỳ khó chịu, nhưng mà 2021 thì báo hiệu cho các chị mừng là nó nặng cho các anh nhiều hơn là cho các chị, cho nên là cũng đỡ đần. Dù vậy đi nữa thì ba năm tam tai này nó có nhiều điều không có được như ý của các chị, thì các chị nhớ cẩn thận. Thì do là đầu năm em chưa có làm cái tử vi của cái trọn năm đối với những người tuổi Quý Sửu, cho nên là em sẽ nói sơ lại cái tử vi của tuổi Quý Sửu đối với cái năm Kỷ Hợi 2019, sau đó em sẽ vận vào những tháng còn lại của năm Kỷ Hợi, vận hạn nó như ra sao, xét về tử vi. Thì như các anh các chị cũng đã biết, mình là mạng tan đố mộc, là cây dâu tầm đó ha. Gặp năm bình địa mộc là một năm tương đối ok, không có việc gì, dù là năm 2 tháng 5 và tháng 6 là 2 tháng thổ vượng, cho nên nạp âm ngũ hành của năm là gặp năm thổ vượng thì cũng không có đến nỗi nào, do là mình là mộc, mình khắc thổ chứ không phải là mình bị nó khắc, cho nên là bổn mạng không phải là một cái bổn mạng bị gọi là nguy nan, nó chỉ suy yếu thôi. Rồi, nam thì có sao Thổ Tú đem lại rối rắm nạn tai, nữ thì sao Vân Hớn đem lại tai tiếng rối ren. Cả hai ngôi sao này đều không tốt đối với những người mà mộc, lý do sao Thổ Tú thì thuộc hành thổ mà mình thì mệnh mộc, mộc khắc thổ ha, cho nên là cái sự rối ren trong cái rối rắm tai nạn đối với nam cũng rất nhiều. Ngược lại với nữ, sao Vân Hớn là một cái ngôi sao hành hỏa, một cái phá tinh hành hỏa, có thể là quá mạnh đối với cái người mệnh mộc của mình sẽ đốt mình nữa, cho nên là bổn mạng lại còn có chút không tốt đẹp. Thiên can á thì chữ Kỷ khắc chữ Quý, đó rồi, cho nên là tương khắc nhau. Vận niên á, là trư phùng hỏa, là một trong những cái vận niên không có tốt đẹp cho lắm. Hạn của năm á, đối với nam là hạn ngũ mộ, hao tàn mất của, cho nên là công việc của năm nay chắc cậu không có phải là công việc tốt để doanh thu từ đầu năm tới bây giờ. Thì em nhận, tuy là mới hết tháng 5, vừa qua đầu tháng 6 thôi, nhưng mà em nhận khá nhiều cuộc điện thoại của những anh Quý Sửu nói sao năm nay mình làm ăn kỳ quá ba ơi, em coi nghiên cứu coi sao mà anh làm ăn kỳ. Thì bây giờ em sẽ nói không, do là cái chữ Kỷ nó khắc cái chữ Quý của các anh các chị, cho nên là làm ăn nó cũng không ok. Rồi vận niên là sẽ vận niên xấu nữa, hạn đối với nam là hạn xấu luôn nữa, cho nên là không ok. Rồi bây giờ vận vào những tháng còn lại của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh các chị. Thì đầu tiên hết thì mình đang ở trong tháng 6, hôm nay là chắc là hình như em nhớ là mùng 5, mùng 6 tháng 6 gì đó âm lịch của năm Kỷ Hợi, thì tháng 6 là tháng Tân Mùi. Thì bây giờ mình xét xem đó là tháng Tân Mùi đối với cái người Quý Sửu của các anh các chị nó sẽ ra sao. Thì xét về trụ mạng, Tân Mùi thì là thổ, Quý Sửu thì là mộc. Như vậy xét về mạng là mộc khắc thổ, bổn mạng khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng một chút xíu. Rồi địa chi chữ Tân và chữ Quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên
thiên can, chữ tân và chữ quý như như thế. À, tân thì nạp âm ngũ hành là kim, quý là thủy, cho nên có thể nói là được tương sinh, kim sinh thủy, cho nên nạp âm ngũ hành được tương sinh về mặt của tử vi như thế này thì có thể sinh tài lộc, công việc tương đối có chút tiền tài nhưng không quá lớn, đừng có mong cầu ha. Rồi địa chi mùi gặp sử, thìn tức sửu mùi, sửu mùi gặp nhau là lục xung, sửu mùi gặp nhau ở sát trong 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 cái tử vi thì hai cái này ở gần nhau thì nó sẽ xung nhau khá nhiều ở trong phần gia đạo, cho nên là cần cẩn thận. Ở đối với tháng 6 này thì công việc không phải là vấn đề, nhưng vấn đề nằm ở chỗ xào xáo gia đạo, tình cảm, các mối quan hệ của mình. Thứ hai nữa là bổn mạng bị khắc tháng thì phúc tinh và tài tinh vì thế nó cũng không phát huy tác dụng, cho nên là nó sẽ kéo nhiều, nó để cho cái sao chủ của năm là văn hớn và thổ tú nó gần lại với nhau và nó làm nó phát huy cái tác dụng, sẽ gây ra rối rắm tài tiến đối, rối rắm đối với nam và tài tiến đối với nữ, cho nên là các anh các chị cẩn thận. Rồi tiếp đến đó là tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tháng cô hồn đối với Phật giáo. Thì tháng 7 âm lịch là tháng nhâm thân, mà tháng nhâm thân là một tháng kim. Như vậy đối với trụ mạng á là rõ ràng là kim khắc mộc. Kim khắc mộc, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Khi mà tháng khắc thiên can thì cái phúc tinh và tài tinh gần như là bằng không, không có tác dụng mà ở trong những cái tháng đó. Và như vậy thì để phá và bại tinh nó hoành hành, đặc biệt với các anh nam với cái sao phá quân đi kèm trong với thổ tú thì rất là dễ bị người khác đâm chọt sau lưng, tạo ra khó khăn ở trong công việc, nhất là các anh làm ở trong cơ quan nhà nước, cơ quan có nhiều cái sự mà gọi là khó chịu, đúng không? Rồi địa chi là nhâm quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, chữ nhâm và chữ quý và đều nạp âm ngũ hành là thủy hết, cho nên ok, tốt đẹp, không có vấn đề về công việc, cũng giống như tháng 6, thậm chí là tốt hơn tháng 6. Địa chi thân sửu thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau, như vậy tốt. Rõ ràng tháng 7 thì chỉ phải chú ý vào cái phần bổn mạng của mình, khi mà bị tháng khắc bổn mạng, kim khắc mộc, và khi như đó thì cả phúc tinh và tài tinh nó bị yếu đi để cho phá tinh, đặc biệt là phá quân ở trong cái tử vi của năm đối với nam mạng hoành hành, cho nên là coi chừng bị kẻ xấu đâm sau lưng ha. Rồi tiếp tục là tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 tức là tháng Quý Dậu, một tháng kim, tháng trung thu của chúng ta đó, thì như rõ ràng cũng giống, sẽ giống như là ở trên, tháng 7 là kim khắc mộc, bổn mạng bị tháng khắc, bổn mạng sức khỏe không tốt, đặc biệt là hai tháng liên tiếp khắc thì cái phúc tinh và tài tinh coi như là không có tác dụng đối với mình, đặc biệt là về cái phần bổn mạng và sức khỏe, cho nên là đặc biệt là các chị nhớ cẩn thận ha. Rồi thiên can chữ quý thì đồng hàng, công việc không gặp khó khăn thuận lợi, tiếp tục là một tháng, có phải nói là công việc cũng giống như tháng 6, tháng 7 thì nó không có gì kiêng kỵ, có chút rối rắm đi nữa thì mình cũng không chế được vì mình là chữ quý đồng hàng cùng thủy ha. Địa chi thì dậu gặp sửu là thuộc nhóm tam hợp tỵ dậu sửu, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Như vậy thì tháng 8 tốt đẹp hơn với hơn tháng 7 một chút xíu vì nó có tam hợp của địa chi, mà tam hợp của địa chi thì không những là tốt cho các mối quan hệ ở trong gia đạo đâu, nó còn tốt cho những cái mối quan hệ ngoài xã hội trong công việc làm ăn, thì mình tốt ở đó thì mình sẽ vận hành tốt ở trong công việc và tài lộc của mình. Tuy nhiên là cũng giống tháng 7, các anh các chị nhớ đặc biệt cẩn thận về bổn mạng sức khỏe của mình ha. Các anh vì là tháng tương khắc bản mệnh cho nên là mình bị khó khăn ở trong cái việc để phúc tinh và tài tinh khống chế cái phá và bại tinh, đặc biệt là phá quân nha, các anh nhớ cẩn thận giùm, nếu không là coi chừng là bị người ta đâm sau lưng,
gây hao tốn tiền tài ha. Rồi tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng 9 là tháng Giáp Tuất, tháng này là một tháng hỏa. Như vậy xét về mệnh là hỏa, mình bị mộc sinh hỏa, như vậy là sinh xuất về bổn mệnh, bổn mạng gặp không tốt, cẩn thận về mặt sức khỏe, suy yếu. Cái này thì đỡ hơn, rõ ràng là đỡ hơn tháng 7 và tháng 8 với là tháng khắc bổn mạng. Cái này mình sinh xuất thôi, thì trong cái bổn mạng thì có là sinh xuất nè, đầu tiên hết nặng nhất là tháng khắc bổn mạng, kế đến là mình bổn mạng khắc tháng, và cuối cùng mới là sinh xuất bổn mạng. Thì sinh xuất thì mình chỉ bị yếu đi thôi, phúc tinh và tài tinh bị suy yếu thôi, thì suy yếu nhưng mà mình vẫn có sức phản kháng lại, chống lại những cái phạm và bại tinh, đặc biệt là hai cái sao chủ của nam là Thổ Tú, nữ là Vân Hớn, đều là hai cái sao chủ xấu của năm ha. Rồi thiên can giáp quý thì là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của giáp là mộc, quý là thủy, cho nên là có thể nói thuộc ngập âm ngũ hành tương sinh ha. Sinh xuất đó là thủy sinh mộc, và như vậy là đề phòng cái việc hao tài, nhưng mà hao tài nhỏ hoặc là có cái sự khống chế tương đối, không đến nỗi nào ha, chỉ là hao tốn sức khỏe của mình thôi. Địa chi Sửu Tuất Thìn Tuất Sửu, Sửu Tuất là nằm trong tứ hành xung, mà nó đây là thuộc nhóm tự hình. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, và bên mạnh loại trừ bên yếu, cho nên là cẩn thận ha. Về mặt gia đạo cũng có chút xào xáo, chứ không đến không phải là suôn sẻ hết mọi chuyện đâu, cho nên là các anh các chị nhớ cẩn thận với cái tháng 9 này, với tháng Tuất. Vốn dĩ là mình để ý kỹ là những năm Tuất là đối với người tuổi Sửu nó không có nhiều điều tốt đẹp, đặc biệt là như cái năm Mậu Tuất 2018 vừa rồi. Thì thí dụ như giống như là các anh các chị quý Mậu hợp quý thì đáng lẽ là tốt cho công việc, nhưng mà vào năm Tuất là năm lục xung, năm sát nhau ở trong tứ hành xung, thì nó đem đến nhiều cái điều khó khăn lắm. Đó cho nên là rõ ràng, mà rõ ràng nhất là các bạn, các anh các chị để ý là nếu mà các chị có chồng mà tuổi Tuất ha, mình quý Sửu mà có chồng mà canh Tuất, là cái gì Tuất đó là phải y như rằng mình thấy mình xung khắc bao nhiêu là cái tháng nó cũng xung khắc bấy nhiêu đó ha. Rồi đó là tháng 9. Rồi tiếp đến là tháng 10 của năm Kỷ Hợi 2019, thì tháng 10 của năm Kỷ Hợi 2019 tức là tháng Ất Hợi, một tháng hỏa nữa. Như vậy mệnh cũng giống như là tháng 9 sẽ bị sinh xuất mộc sinh hỏa, cho nên là bản mệnh suy yếu, cẩn thận về mặt sức khỏe một tí xíu ha. Thiên can chữ Ất với chữ Quý cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của Ất là mộc, nạp âm của Quý là thủy, cho nên có thể nói là sinh xuất về nạp âm ngũ hành sẽ gây ra hao tốn chút ít tiền tài không quá lớn. Thứ hai nữa là nó sẽ cũng khá giống với lại tháng 9 ha. Giáp Ất thì thuộc mộc, cả giáp lẫn Ất thì nạp âm ngũ hành là mộc, cho nên là giống như tháng 9 y chang, không khác gì về công việc hai tháng này. Địa chi thì tốt đẹp hơn, Sửu Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau. Như vậy thì địa gia đạo không phải là vấn đề mà mình quá quan tâm, cho nên ok, mọi điều chuyện rõ ràng là tốt đẹp về gia đạo. Như vậy là hai tháng 9-10 thì bị sinh xuất bổn mạng, địa chi thì đều nạp âm ngũ hành sinh xuất, cho nên là cẩn thận cái việc tốn tài nhưng không quá lớn, thậm chí mà nói như vậy ha. Tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng 11 âm lịch á thì là tháng Bính Tý. Tháng Bính Tý thì thuộc thủy, như vậy về mệnh là thủy sinh mộc, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe và bổn mạng, đặc biệt là khi mà bản mệnh được tương sinh, phúc tinh và tài tinh đặc biệt phát huy được tác dụng của mình tốt đẹp. Như vậy thì sẽ đem đến nhiều điều may mắn hơn cho mình, thì phúc tinh lúc đó sáng hơn cái đám bại tinh bên này, đám bại tinh bên này nó không được bị khống chế thì nó sẽ đỡ đợt, đặc biệt là nhiều phúc tinh và lợi tinh của mình nó sáng hơn nhiều thì nó sẽ che lấp cái sự chống bứt phá của hai cái ngôi sao chủ của năm, đó là Vân Hớn đối với các chị và Thổ Tú đối với các anh.
Rồi, thiên can quý bính là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Ok, công việc tiếp tục là một tháng tương đối tốt đẹp. Địa chi Tý Sửu thì thuộc nhóm lục hợp. Nó thường mà gặp tháng mà lục hợp á, thì là tốt cho gia đạo, là công việc của mình, đặc biệt là cái mối quan hệ nó dễ tạo ra mình tài lộc lắm. Cho nên là có thể nói tháng Bính Tý là tháng tốt nhất từ tháng 6 đến tháng 11, đúng không? Là tốt đẹp rồi, ok rồi ha. Thấy dù gì nữa, mạng được tương sinh, thiên can thì không xung khắc, địa chi thì gặp lục hợp, thì nói chung có ba cái, có hai cái tốt rồi, hai cái tương sinh tương hợp rồi, còn cái kia nó không có gì hết là ok ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 12 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng 12 thì là tháng Đinh Sửu, tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi. Tháng Đinh Sửu là một tháng thủy, như vậy mệnh cũng sẽ giống như tháng 11 là thủy sinh mộc, được tương sinh, tốt cho sức khỏe, đúng không? Và bổn mạng, phúc tinh và tài tinh vì thế sáng lên, phát huy tác dụng của mình. Tuy nhiên không giống như tháng 11 là thiên can không bị gì, nhưng mà thiên can của tháng 12 thì có điều khó khăn, đó là chữ quý nó khắc chữ đinh, đó là thiên can khắc tháng, công việc sinh rối rắm, quý khắc đinh này là đem đến rối rắm cho mình. Dù gì đi nữa là mình khắc tháng, nó có khó khăn, nó có buồn phiền, nó có ấy đi nữa thì mình vẫn nắm được cái quyền chủ động để mà gọi là tốn tâm tốn lực một tí xíu để mà giải quyết, chứ không phải là thiên can nó khắc mình, tháng nó khắc thiên can thì rối rắm lắm. Cái dòng mà gặp tháng khắc thiên can thì cẩn thận cái chuyện mất tiền. Tháng này cũng có thể là mất tiền đối với các anh các chị nè, nhưng mà dù gì đi nữa thì mình cũng chủ động được, chứ mình không có phải là bị rơi vào bế tắc ha. Địa chi Sửu gặp Sửu tức là năm sinh tháng tuổi, sẽ có nhiều điều không tốt đẹp ở trong cái việc gia đạo, cho nên là các anh các chị thẳng thận. Dù gì đi nữa đây là tháng cuối cùng của năm, người Việt của chúng ta thì thường là cao lắm, ai có làm ăn cỡ lớn cỡ nào nữa thì tới 20 tháng chạp là cũng sẽ bắt đầu ngưng để dồn cái tâm cái trí của mình cho cái công việc gia đạo. Có thể là các anh các chị sẽ thì cái tháng này nó có nhiều cái lo toan mà gây buồn phiền trong gia đạo một chút. Như vậy thì mình đã chia sẻ cho với các anh các chị tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 cái tử vi cũng như cái vận hạn những tháng còn lại của năm Kỷ Hợi 2019. Có thể nói rằng là về mặt sức khỏe bổn mạng thì các anh các chị có từ tháng 6 tới tháng 10 là những cái tháng không tốt đẹp về mặt sức khỏe. Công việc thì chỉ có tháng 12 là gặp nhiều khó khăn thôi, còn ngược lại thì công việc đối với các anh các chị cũng tốt đẹp, tương đối tốt đẹp. Dù rằng đây là năm kỷ khắc quý, tổng năm là một cái gì đó bao trùm nhiều cái sự khó khăn chống đối ở trong công việc. Tuy nhiên là xét từng tháng thì nó cũng có những cái tín hiệu tích cực cho các anh các chị. Hy vọng rằng những chia sẻ này của em sẽ là một cái hành trang nhỏ để các anh các chị có cái nhận định tốt và vượt qua những cái khó khăn của năm đầu tam tai. Năm đầu tiên của tam tai này thôi, chứ không phải là năm đầu các anh các chị chịu tam tai nha. Các anh các chị chịu tam tai lần này là lần thứ ba rồi ở trong đời người mình rồi ha. Hy vọng rằng là nó giúp các anh các chị tốt hơn. Các anh các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Quý Sửu được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của các anh các chị hay là của con cái các anh các chị. Rất vui và hẹn gặp lại các anh các chị ở những video tiếp theo. Bye bye.